Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ tư ngày 8 tháng 3, 2023 của Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống mặt trận đối với việc xây dựng các dự án luật, Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cát Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến về bố cục nội dung kỹ thuật trình bày của dự thảo luật một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật như quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thu hồi và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai cơ chế chính sách giá đất chế độ quản lý sử dụng các loại đất phân cấp giám sát kiểm soát quyền lực hộ gia đình sử dụng đất sau hội nghị, các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác, gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chuyển sang phần tin kinh tế, thời gian gần đây, xuất khẩu cá ngừ đại dương của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều khá ám đạm, giảm đến 30% so với tháng 10 2022. Xuất khẩu giảm đang kéo theo giá thu mua cá ngừ nguyên liệu giảm, ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều người dân. Theo thông tin từ Chi cục thủy sản, toàn tỉnh có 64 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản, trong đó có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đại dương lớn, chuyên xuất khẩu đi các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật. Riêng thị trường châu Âu có 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đại dương. Năm 2022, các doanh nghiệp đã xuất khẩu sang thị trường này 1.600 tấn. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp chỉ mới xuất khẩu được 209 tấn cá ngừ đại dương sang thị trường này. Nhìn chung, từ cuối năm 2022 đến nay, xuất khẩu cá ngừ đại dương đi các thị trường khá ảm đạm, đơn hàng xuất khẩu ít hơn cùng kỳ các năm trước. Các doanh nghiệp lo lắng tình trạng này có thể khiến ngư dân cho tàu nằm bờ, ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu khi thị trường phục hồi, dự kiến khoảng tháng 6, tháng 7 tới. Việc thị trường xuất khẩu cá ngừ đại dương gặp khó cũng đã kéo theo giá cá nguyên liệu giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập đời sống của ngư dân trong tỉnh. Theo ban quản lý cảng cá cả Hoàng Trớ, Nha Trang, trong chuyến biển tháng 3, chỉ có khoảng 70% tàu câu cá ngừ đại dương đi khai thác. Hiện nay, đã có một số tàu cập cảng nhưng sản lượng thấp, dưới 1 tấn một tàu. Tổn phí cao, sản lượng đánh bắt thấp, giá bán cá cũng thấp. Lao động đi biển thiếu hụt khiến cho các chủ tàu câu cá ngừ đại dương gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cao hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái có hơn 28.400 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm, trong đó thị trường Đài Loan, Trung Quốc tiếp nhận với số lượng lớn nhất là hơn 14.600 lao động, Nhật Bản gần 12.500 lao động, Singapore 250 lao động, Trung Quốc 239 lao động. Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đưa khoảng 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó mục tiêu hướng đến là tiếp tục dự vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống và mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu trong các ngành nghề mới với công việc ổn định thu nhập cao. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 vừa qua được xem là năm có nhiều khó khăn tác động tới mọi mặt của nền kinh tế và đời sống xã hội. Từ khó khăn phục hồi sau đại dịch Covid-19 đến thời tiết không ngừng diễn biến bất thường, Tuy nhiên, với quyết tâm trở thành đô thị hạt nhân của tỉnh Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang đã nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của năm 2022. Với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngay từ đầu năm 2022, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã tập trung chỉ đạo các phòng ban và các xã phường chú trọng tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh cải cách hành chính được thành phố triển khai quyết liệt và đồng bộ. Nổi bật như Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng ban đơn vị để nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 bên cạnh đó nghị quyết số 18 ngày 28 tháng 4 2022 của thành ủy nha trang về tăng cường số lãnh đạo của đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị cũng tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả qua đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực cho thành phố về trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị triển khai thực hiện nghị quyết 18 thì có thể nói là công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng trật tự mỹ quan đô thị của thành phố đã có nhiều cái chuyển biến rõ rệt và tích cực. Bước đầu là khắc phục được những cái tồn tại hạn chế trong nhiều năm đối với các lĩnh vực này. Ví dụ như về vấn đề quản lý đất đai thì đã tập trung vào xử lý các cái tồn tại quản lý trật tự xây dựng. Đối, đặc biệt là đối với các cái vụ việc nội cộng như ở các cái sai phạm các dự án thì cũng đã tiến hành cưỡng chế và đặc biệt là chuyển biến rõ nét đối với uh, trật tự mỹ quan đô thị uh, vấn đề lòng đường vỉa hè sử dụng trái phép để kinh doanh uh, thì đã cơ bản khắc phục một số chợ tạm không được phép thì đến nay cũng đã xử lý uh, dứt điểm với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phục hồi sản xuất kinh doanh thường xuyên rà soát kịp thời khắc phục chấn chỉnh các tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của thành phố đã cơ bản phục hồi, đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp của thành phố đạt gần 31.100 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 42.500 tỷ đồng, tăng gần 60%. Doanh thu du lịch đạt 10.600 tỷ đồng, tăng hơn 500% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng 29%. Thành phố cũng duy trì 7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, trong đó có một xã nông thôn mới nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Thực hiện các giải pháp để khôi phục kinh tế, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cũng đã quyết tâm triển khai thực hiện tốt các giải pháp phục hồi kinh tế, và đáng mừng là năm 2022 để thành phố hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố. 23 trên 23 chỉ tiêu pháp lệnh được thực hiện hoàn thành và vượt, trong đó là chỉ tiêu thu ngân sách thành phố đã được đạt và vượt tăng cao so với dự toán. Hướng đến sự phát triển bền vững trong năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang chỉ đạo các ngành địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng về du lịch dịch vụ, đảm bảo an ninh quốc phòng, phấn đấu xây dựng thành phố Nha Trang trở thành đô thị hạt nhân và là một trong ba vùng động lực của tỉnh, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 là dịp để tôn vinh một nửa thế giới. Nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả chân dung một người phụ nữ được nhiều chị em gọi với cái tên thân thương là người giữ lửa hậu phương Trường Sa. Phát huy nhận phẩm chất truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ hậu phương Trường Sa, đã có nhiều đóng góp không chỉ kết nối các chị, các mẹ, có chồng con là chiến sĩ đang công tác ở huyện đảo Trường Sa, mà còn là tấm gương phụ nữ điển hình trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục hội viên, có phần xây dựng hậu phương vật chắc, giúp các chiến sĩ an tâm công tác, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Như thường lệ, gần 5 năm thành lập câu lạc bộ phụ nữ hậu phương Trường Sa, cứ vào mỗi dịp các ngày lễ Tết, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ đều đề xuất nhiều chương trình hoạt động dành cho các chị em hội viên. Dịp 8 tháng 3 năm nay, chị lên ý tưởng một số chương trình như trích nguồn kinh phí của câu lạc bộ để tặng quà cho một số chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu thể thao được các chị em nhiệt tình ủng hộ. Gần 5 năm với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ, chị Ngọc luôn cố gắng xây dựng, duy trì cũng như tạo ra một nơi sinh hoạt để các chị em có cơ hội giao lưu, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống từ ngày mà Bích Ngọc là lên chủ nhiệm câu lạc bộ á thì bạn là năng động hoạt bát và bạn là có nhiều cái tinh thần mà để cho mọi người là thấy qua đấy là kiểu phấn đấu thêm. Có chồng là quân nhân nên những lúc đi công tác mọi việc trong nhà đều một mình chị gánh phát. Vì vậy chị Ngọc là người đồng cảm và thấu hiểu nhất những vất vả đặc thù của một người vợ có chồng quân nhân. Khi câu lạc bộ phụ nữ hậu phương Trường Sa ra đời, chị đã bắt đầu vận động các chị em. Hầu hết là vợ cán bộ chiến sĩ đang công tác nơi đảo xa, tham gia xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển và vững mạnh. Đến nay câu lạc bộ ngày càng có nhiều chị em tham gia với hơn 60 thành viên. Mục đích chính của câu lạc bộ là nơi để các chị em sinh hoạt định kỳ, động viên, quan tâm lẫn nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, trở thành hậu phương vững chắc để chồng con yên tâm làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu Tổ quốc hai năm trở lại đây chị Ngọc cùng một số chị em trong câu lạc bộ còn thành lập cơ sở yến xào hậu phương sản xuất chế biến yến xào, có phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần một nửa thành viên trong câu lạc bộ. Ừ, lúc đó kinh tế khá hơn nên tôi cũng muốn là mình có một chút gì đó để cho cuộc sống này nó tốt đẹp hơn, đem lại những niềm vui cho chính mình trước, rồi sau đó là sẽ mang lại những niềm vui lan tỏa những niềm vui đó cho những người xung quanh. À, nói chung chị Ngọc là một người rất tích cực, à, là một người đầu tàu chủ nhiệm câu lạc bộ đã có những ý tưởng và xây dựng được cái mối liên kết giữa các chị em là vợ của bộ đội chăm lo con cái và cũng xây dựng được cái hậu phương của mình vững chắc để cho những người chồng của mình ở canh giữ biên giới hải đảo yên tâm vững lòng để xây dựng một cái quê hương ngày càng giàu đẹp. Câu lạc bộ phụ nữ hậu phương Trường Sa giờ đã là ngôi nhà chung tạo ra những giá trị tinh thần cũng như vật chất cho nhiều trẻ em hội phiên. Và để câu lạc bộ duy trì hoạt động lâu dài, đúng mục đích, ý nghĩa đến ngày hôm nay, không thể thiếu những nỗ lực đóng góp của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, người giữ lửa hậu phương trường Sa. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cam Tranh cũng đã tổ chức kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hà Bà Trưng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu cũng đã được giao lưu chia sẻ cùng các chị em bị mắc các bệnh hiểm nghèo, các chị làm kinh tế giỏi. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cam Tranh đã trao tặng 10 xuất quà cho 10 chị với tổng trị giá 20 triệu đồng, trao tặng 2 triệu đồng cho câu lạc bộ chung một tấm lòng Dịp này, hai tập thể và một cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2022 đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các cán bộ hội viên phụ nữ cũng đã trình diện áo dài được sáng tạo từ nhựa tái chế và túi ni lông, hưởng ứng chương trình tuần lễ áo dài, qua đây gửi đến thông điệp bảo vệ môi trường sống xanh, sạch đẹp, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa 1653 đến 2023. 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa 2 tháng 4 1975, 2 tháng 4 2023 và nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Sáng nay, thành phố Nha Trang đã tổ chức diễu hành tôn vinh áo dài Việt Nam với hơn 2.000 chị em phụ nữ tham gia. Tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, ban tổ chức đã tôn vinh tả áo dài Việt Nam và phát động phong trào mặc áo dài các dịp lễ hội sự kiện và trong công sở. Từ đó góp phần tôn vinh áo dài Việt Nam, giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa áo dài Việt Nam. Hơn 2.000 chị em phụ nữ với trang phục áo dài nhiều màu sắc đã diễu hành từ quảng trường 2 tháng 4 theo trục đường Trần Phú đến ngã ba Nguyễn Chánh thành phố Nha Trang. Thời gian qua trên mọi lĩnh vực, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò vị thế của mình các chị luôn cố gắng, nỗ lực và sáng tạo không ngừng để hoàn thành tốt công việc, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chương trình thật sự trưa nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là bản tin chiều báo thời tiết. Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm và sáng sớm nay, Bắc Bộ xuất hiện mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Đến trưa chiều trời hứng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa nhỏ vài nơi. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Chi tiết cho các khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ, ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 18 cho đến 27 độ, có nơi dưới 17 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa phùng và sương mù trải trác, sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 cho đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 17 cho đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận ngày hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, riêng ven biển Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6 nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 19 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trên lệch trong ngưỡng từ 14 cho đến 30 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Cuối cùng, khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 21 đến 35 độ. Bản tin chỉ báo thời tiết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.